Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện 4 đại sự kiện phong thủy khiến chính quyền Trung Quốc khiếp sợ. Nói đến trận đồ phong thủy của Hồng Kông, người ta nhắc đến nhiều nhất là trận đại chiến phong thủy ở Trung Hoàn nhiều năm trước. Xin chào các bạn, gần đây tranh luận về thuyết pháp để phá giải trận đồ phong thủy Hồng Kông đã từ từ leo lên vị trí nóng trên các diễn đàn dư luận. Số lượt tìm kiếm truy cập về chủ đề này trên mạng xã hội cũng tăng đột biến. Hôm nay chúng ta hãy cùng nói chuyện về nó. Câu chuyện bắt đầu từ tòa nhà trụ sở chính của ngân hàng HSBC. Về mặt phong thủy mà nói, Trung Hoàn là nhập hải khẩu, tức là cổng vào biển của Long Mạch Hồng Kông. Và trụ sở chính của ngân hàng HSBC nằm ở vị trí tụ tài nhất của nhập hải khẩu. Do đó, kể từ khi HSBC lạc bước vào đây năm 1865, một mạch tài nguyên cuồn cuộn đã dồn về ngân hàng này và nó đã kiểm soát chặt chẽ quyền phát hành đồng tiền chính thức của Hồng Kông. Đồng đô la Hồng Kông có thể coi là tài khố của Hương Cảng. Có thể nói, trong việc Hồng Kông có thể trở thành một trung tâm tài chính quốc tế, thì HSBC đã đóng một vai trò quan trọng. Ai cũng đều muốn có một vị trí phong thủy bảo địa. Vào đầu những năm 1980, Ngân hàng Trung Quốc đã ưa thích địa điểm của tòa nhà Murray cũ gần trụ sở chính của HSBC. Khi đó, chính quyền Hồng Kông thuộc Anh đã bán khu đất này với giá rẻ nhằm tỏ lòng ưu ái với chính quyền Bắc Kinh, nhưng lại tự chuốc họa vào thân. Tháp Ngân hàng Trung Quốc, ngọn dao ba lưỡi sắc lạnh. Tòa nhà được hoàn thành vào năm 1989, được gọi là Trung Ngân Đại Lầu với chiều cao 70 tầng, ngoại hình độc đáo, khí thế hùng vĩ. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, nó xứng đáng được coi là tác phẩm thành công của kiến trúc sư I.M. Pei, đại diện cho một lối kiến trúc bước ngoặt khác ở Hương Cảng đã ra đời. Tuy nhiên, các bậc thầy phong thủy địa phương đã lạnh người sau khi nhìn thấy nó. Vì sao? Bởi vì tòa nhà bằng kính và thép này giống như một ngọn đao ba lưỡi sắc bén mang hàn quang tứ xạ, chiếu sát khí lạnh lùng của nó ra tứ phương. Ba lưỡi đao này đồng thời chĩa vào phủ thống đốc, căn cứ quân đội Anh ở Hồng Kông và trụ sở HSBC ở phía đối diện. Thực sự là một ngọn đao chém tới tấp. Phủ thống đốc vội vàng trồng một vài cây liễu ở hướng đối tháp Trung Ngân để ngăn chặn tà ma. Sau đó, tại Hoa Viên lại xây dựng một đài phun nước xoay chuyển, ngụ ý là thời lai vận chuyển. Tuy nhiên, do sát khí quá lớn, những cây liễu đó chẳng bao lâu đã chết và phủ thống đốc đã phải trồng lại hàng cây liễu mới. Ngân hàng HSBC bên cạnh lúc đầu không quan tâm vì họ đang ngồi trên vị trí phong thủy bảo địa mà. Tuy nhiên, kể từ khi thành lập tháp Trung Ngân, hiệu quả hoạt động của HSBC bắt đầu giảm sút một cách khó hiểu. Vì vậy, HSBC không thể ngồi yên và nhanh chóng hỏi ý kiến một thầy phong thủy. Sau đó, người ta nhìn thấy hai khẩu đại pháo xuất hiện trên đỉnh tòa trụ sở chính của ngân hàng HSBC, dài hơn chục mét, nhắm vào tháp Trung Ngân. Những người am hiểu phong thủy nói rằng điều này có nghĩa là đao lai pháo vãng được sử dụng để phản khắc lưỡi đao sắc lạnh của ngân hàng Trung Quốc. Và sau đó, hoạt động của HSBC đã được cải thiện. Khu đất giữa ngân hàng Trung Quốc và HSBC được trao cho tiên sinh Lý Gia Thành, người giàu có nhất Hồng Kông. Mặc dù vị trí tốt, nhưng nằm giữa hai vị hàng xóm hung hãn này, rất khó có thể không bị thương tích. Vì vậy, tòa nhà trung tâm tập đoàn Trường Giang ở giữa không động thổ trong một thời gian dài, cho mãi đến năm 1999 mới hoàn thành. Dưới sự chỉ bảo của một cao nhân, tòa nhà này được xây dựng thành một điêu bảo, phong thủy gọi là tứ phương đài thuẫn hình, tức là cái khiên chắn tứ phía, tứ diện mật bế, phía trên được bao phủ bằng tòa tử giáp, toàn thân tòa nhà đều được làm bằng kính chống đạn, có thể nói là vô cùng tốn kém. Nhưng nó quả thực là đáng đồng tiền bát gạo. Với vị trí bất khả xâm phạm này, tập đoàn Trường Giang đã sống sót giữa đao khảm pháo oanh. Ngôi vị người giàu nhất Lý Gia Thành tiên sinh đã ngồi trên đó bao nhiêu năm, ổn như Thái Sơn.
Mặc dù trận chiến phong thủy này rất khốc liệt, nhưng đương thời không ai dám nghi ngờ rằng Ngân hàng Trung Quốc có động cơ xấu nào, cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, khi ngày càng nhiều hình thái phong thủy có ý đồ làm tổn hại Hồng Kông được phát hiện, mọi người bắt đầu hoài nghi rằng bắt đầu từ những năm 1980, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những bố cục nhằm hạ thủ Hồng Kông. Hiện nay, trong dân gian có lưu truyền rộng rãi 9 đại độc trận đồ. Chúng tôi sẽ chọn một vài trận đồ được thảo luận nhiều để chia sẻ với bạn. Cầu Hồng Kông, Chu Hải, Ma Cao, Dục Ý, Lưỡng Xà, Đối Trùng. Trước tiên chúng ta hãy xem bức ảnh này có giống hình con rắn dài đang uốn lượn về phía trước không? Hãy nhìn lại bức ảnh này, nó có giống như hai con rắn dài cách thủy tương vọng trên mặt nước không? Đây là hai hòn đảo nhân tạo nối với đường hầm dưới biển trên cầu Hồng Kông với Chu Hải và Ma Cao, khai trương vào năm 2018. Một bên nối với Ma Cao và bên kia nối với Hồng Kông. Đây chính là thế lưỡng xà đối trùng trong phong thủy. Bậc thầy phong thủy Khương Sơn Tịch Dương giải thích rằng cử ý này nhằm kích động thị phi phân tranh giữa Hồng Kông và Ma Cao, còn phá hoại phong thủy của Hồng Kông vì địa hình của Hương Cảng giống một con rùa thuộc hàng phúc địa, vượng địa, mà con rùa này đã bị lưỡng xà khắc chế nên chúng không chỉ lấy đi phúc khí của Hồng Kông mà còn mang đến tai họa. Quả nhiên, 9 vụ tai nạn lớn đã xảy ra trong 9 năm xây dựng cây cầu, làm ít nhất 18 người thiệt mạng và 600 người bị thương. Tỷ lệ tai nạn là đáng kinh ngạc. Kỳ lạ hơn nữa là vào năm 2017, ngay sau khi dự án cầu chính hoàn thành, cơn bão Ha Tô đột nhiên ập đến gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế Hồng Kông và khiến nhiều người thiệt mạng. Kể từ đó, Hồng Kông, nơi vốn có ít bão, liên tục bị gió lốc xâm nhiễu. Vì vậy, người Hồng Kông đã bí mật đặt cho cây cầu này biệt danh là cầu Đại Hà, chính là cây cầu thông thẳng đến địa phủ. Rừng cọc tâm kinh giản, còng số 8 đóng đinh giết Phượng Hoàng. Truyền thuyết nói rằng vì thần hộ mệnh của Hồng Kông chính là thần điểu Phượng Hoàng trên Đại Dữ Sơn, nên Đại Dữ Sơn còn được gọi là núi Phượng Hoàng. Rừng cọc giản tâm kinh được xây dựng trên Đại Dữ Sơn vào năm 2003 là một vòng cọc gỗ đóng theo hình số 8. Khi nhìn ngang, nó là hình số 8, biểu hiện của vô cực, có nghĩa là vô cùng. Bên trong một vòng tròn được xếp một đống đá kỳ lạ, nhìn từ trên cao trông giống như đầu của một con rắn độc. Nhiều thầy phong thủy nhận thấy đây thực chất là một phong thủy độc trận, bởi vì nơi được giản tâm kinh chọn chính là nơi có long mạch Phượng Hoàng, giống như bộ phận yết hầu của con người vậy. Đạo sư phong thủy Hương Sơn Tịch Dương nói, rừng cọc giản tâm kinh được bày ra theo hình số 8, nguyên lai là dùng những chiếc đinh khổng lồ tiến hành đóng đinh vào yết hầu nhằm giết chết Phượng Hoàng, còn dùng độc xà quấn cổ để thủ tiêu linh khí của Phượng Hoàng. Văn phòng mệnh lý Quá Lãng, Hồng Kông, nơi tự nhận là tiền sự không chuẩn xác, quyết không thu phí, cũng có quan điểm tương tự. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2019, một bài đăng trên Facebook có tiêu đề Hồng Kông phong thủy tà cục, rừng cọc giản tâm kinh, có viết: rừng cọc giản tâm kinh được xây dựng để phong ấn thần điểu. Đồ hình số 8 là lực lượng chế hành vô cùng vô tận, lực khắc chế cực mạnh. Vì vậy, thần điểu không còn có thể hộ trì tịnh thổ, quần ma loạn thú hoành hành. Trung tâm hội nghị triển lãm rùa đá lạc xuống biển Hồng Kông lục trầm. Một truyền thuyết về rùa đá đã được lưu truyền trong người dân Hồng Kông, trong đó có một phiên bản nói thế này: tương truyền hơn 800 năm trước, đại sư phong thủy Lại Bố Y của Tống Triều đã đi từ vùng Trung Nguyên đến vùng duyên hải Quảng Đông để tầm long thám huyệt. Khi đến Hồng Kông, ông cảm thán nơi đây là một khối phong thủy bảo địa, đồng thời cũng lưu hạ một câu dự ngôn: trên Hương Cảng Thái Bình Sơn có một chú rùa đá leo từ núi xuống biển với tốc độ 1 mét mỗi năm. Vào ngày rùa đá rơi xuống biển cũng chính là ngày Hương Cảng lục trầm. Năm 1997, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông nằm dưới chân núi Thái Bình ở Hồng Kông và bãi biển Loan Tử được xây dựng. Toàn bộ trung tâm triển lãm này có hình dạng một con rùa. Vào thời điểm đó, chính quyền cho rằng con rùa trong Hán ngữ là quy, đồng âm với từ quy vị,
ý nói trở về với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Buổi lễ chuyển giao chủ quyền Hồng Kông được tổ chức tại đây để cầu may. Tuy nhiên, kiến trúc của nó là đá. Điều này chẳng phải tương ứng với lời tiên tri của Lại Bố Y về rùa đá lạc xuống biển sao? Hồng Kông sắp chìm xuống đáy biển, không hẳn vậy. Chữ lục trầm cũng có nghĩa là quốc thổ bị luân hãm. Nhìn vào hiện trạng ở Hồng Kông, dự ngôn này có thể còn có một thâm ý khác. Đường sắt cao tốc Tây Cửu Long dẫn xà nhập cảng áp chế dân chủ. Đường sắt cao tốc Tây Cửu Long được thông tàu vào năm 2018, kết nối Quảng Châu với Thâm Quyến và có thể trực tiếp đi đến Bắc Kinh, mang lại sự thuận tiện tuyệt vời cho việc giao lưu giữa Hồng Kông và Hoa Lục. Tuy nhiên, cách bố cục phong thủy gần ga tàu cao tốc Tây Cửu Long kỳ thực ẩn tàng sát cơ. Thầy phong thủy Quả Lãng đã phân tích như thế này. Phần chóp của hải khu Tây Cửu Trấn có hình tam giác, nhìn từ trên xuống giống như hình tượng cái đầu rắn. Tòa nhà thông gió phía tây đường hầm phía trước là miệng rắn, bên trái có một quảng trường nhỏ hình tròn ở cuối đại lộ văn hóa. Bên phải có phòng triển lãm nghệ thuật, chính là hai con mắt của con rắn. Rắn chỉ có cái đầu thì không được, vậy thân rắn ở đâu ra? Đó chính là đường sắt cao tốc từ phương Bắc. Do đó, bất chấp nhiều ý kiến phản đối và nhiều lần trì hoãn, tuyến đường sắt cao tốc này đã phải hoàn thành vì nó có thể dẫn rắn thẳng từ Hoa Lục đến Hồng Kông, lao ra từ lòng đất với tốc độ cao, rồi tiến thẳng đến tượng đồng Tôn Trung Sơn trong công viên. Đại xà đối diện với tượng đồng, nên điều này tạo thành một thế trận phong thủy kiểu độc xà vệ bối, tức là rắn độc cắn tiền bối. Tại sao những nơi Hoa Kiều tụ cư đều thích lập tượng đài Tôn Trung Sơn? Bởi vì Tôn Trung Sơn là tiền bối, tiên phong của nền dân chủ Trung Quốc. Ông đã lập nên một bức tượng đồng chi trì và khẳng định nền dân chủ trong tâm mỗi người. Ý đồ độc xà công kích tượng đồng Tôn Trung Sơn đã lộ rõ. Một mũi tên trúng hai đích, tấn công cả Hồng Kông và Đài Loan, nơi Tôn Trung Sơn được tôn là vị quốc phụ của dân tộc. Có thể nói là đã cơ quan toán tận, vận dụng mọi mưu thâm kế độc. Trung hoàn nhiễu đạo, độc xà phun xương độc. Ngoài ra còn có cả dự án đường tránh trung hoàn, oan trai, được thông xe vào năm 2019. Phong thủy cho rằng đó thực chất là một mảng phong thủy độc xà thổ vụ, rắn độc phun xương mù độc hại. Hãy cùng xem qua các bức ảnh, chỉ cần nhìn thoáng qua là bạn đã có thể nhìn thấy chiếc đầu rắn màu xanh lục này rồi, đúng không? Hình dạng này là đầu của một con rắn đuôi chuông rất độc. Chiếc cầu rắn này thực ra không phải là lối ra của đường hầm, nhưng con đường đi ra khỏi đường hầm, cố tình đi vòng quanh xà khẩu, mọi người đều thấy rằng tất cả các phương tiện đang lao ra từ phía trước của xà khẩu, giống như những tia nọc độc phun ra từ miệng của một con rắn độc. Phía trước cũng có đèn giao thông. Khi đèn đỏ tắt và đèn xanh bật lên, các phương tiện lần lượt lao ra, gây nên những làn sóng sương mù ở xà khẩu. Về mặt phong thủy, mức độ hiểm độc của nó có thể so sánh với vũ khí siêu sinh hóa, vì để tàn sát sinh hóa của Hồng Kông. Ngoài sương mù độc hại, còn có một độc xà trận hiểm ác khác ở nơi này. Bậc thầy phong thủy Khương San, Tịch Dương tin rằng con rắn phun xương này hình thành một cục diện tam ma thưởng châu với con rắn lớn ở ga tàu cao tốc Tây Cửu Long và con rùa lớn ở trung tâm hội nghị và triển lãm Oan Trai mà chúng tôi đã đề cập trước đó, nơi có thể khiến Hồng Kông không bao giờ yên bình. Hạt châu chính là vòng đu quay Ma Thiên Luân ở Trung Hoàn. Nói đến đây, bạn có để ý rằng những công trình xây dựng có trận đồ phong thủy này đều là những đại công trình và đã được chính quyền Hồng Kông phê duyệt. Điều này khiến người ta lạnh gáy. Đồng đinh nhất phiến thiên, đồng ấm nhất giang thủy, cùng chung một bầu trời, cùng ấm một giang sơn. Chính quyền Hồng Kông vì cớ gì mà làm khổ chính người Hồng Kông? Làm cái việc tổn nhân bất lợi kỷ như vậy. Một số người nói rằng chính quyền Hồng Kông có thể đã bị uy hiếp. Cái chính phủ phương Bắc đó, bất kể thủ đoạn, mọi người đều biết, nhưng bản lĩnh của con người ta đều mang từ trong bụng mẹ. Trận đồ phong thủy này chỉ là thứ tiểu nhi khoa lạp. Chính niệm chính hành, phong thủy độc đồ có cách dài hay.
Những trận đồ phong thủy này nhìn thì hiểm ác, nhưng thực chất không đến nỗi quá đáng sợ. Đó là bởi vì trong giới huyền học luôn có một thuyết pháp, và có lẽ bạn cũng đã từng nghe về nó, đó là nhất mệnh nhị vận tam phong thủy. Tức là thứ nhất là định mệnh, thứ nhì là vận, tức là thời cơ, thứ ba mới là phong thủy. Sự phát triển tổng thể của một địa phương dựa trên vận số và vận thế. Mà những điều này là thiên định và không thể bị lèo lái bởi thuật phong thủy tiểu đạo. Các đại sư phong thủy cao thâm hiểu được đạo lý này sẽ không bày ra một độc trận như vậy. Vì vậy, thầy phong thủy nào làm ra trận đồ này, dù bày trận cao đến đâu cũng không tới được lý này. Dỗ dụng kế cũng không cần phải sợ. Chính là kẻ tiểu nhân thủ ác, phóng tên tầm độc sau lưng người ta, bất kể hắn ta có đánh gục bạn hay hiếp đáp bạn cũng vậy. Mọi người cần chú ý, ngàn vạn đừng đi cùng hắn, càng không thể trợ giúp hắn. Bởi vì hắn hôm nay dùng độc kế hãm hại người khác, ngày mai sẽ tính kế đoạt thủ bạn. Nếu bạn trợ thủ hắn, sẽ đến lúc người bị lôi ra làm thế thân cho hắn chính là bạn. Mặc dù Hồng Kông hiện đang trải qua phong vũ, nhưng phong vũ sẽ không kéo dài ở nơi phúc địa. Sau khi bức tượng Phật lớn được dựng lên trên Đại Dữ Sơn, một vị cao nhân đã đến khai quang cho nó. Về việc khai quang, tôi xin nói thêm một câu. Việc khai quang chân chính là thỉnh pháp thân của Đức Phật vào tượng Phật. Vị cao nhân này đã thỉnh pháp thân của một vị Phật vĩ đại với uy đức cực cao và lòng từ bi vô lượng, và mời ngài đến canh giữ Hồng Kông. Sau này, vị cao nhân này dường như đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, và đặc biệt chỉ ra bốn chữ chính niệm chính hành. Chỉ cần thực hiện tốt bốn chữ này, mọi tà ma kỹ lưỡng sẽ tiêu tán trong vô hình. Vì vậy, chỉ cần tượng đại Phật trên Đại Dữ Sơn canh giữ Hồng Kông vẫn còn đó, và chính khí hạo nhiên của sư tử Sơn vẫn còn đó, thì Hồng Kông không có gì phải sợ hãi. Mọi người đều đứng thẳng lưng, tâm luôn chính, chính niệm chính hành, thống nhất ý chí, thì đom đóm cũng có thể làm rung cây. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, ngày đó không còn xa nữa. Vâng, thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.